Thưa quý vị, xin được trân trọng giới thiệu các thành viên trong ban lãnh đạo Momo siêu ứng dụng số 1 Việt Nam. Đầu tiên, xin được trân trọng giới thiệu ông Anthony Thomas, Chủ tịch điều hành hội đồng quản trị đang tham gia sự kiện đặc biệt ngày hôm nay cùng chúng ta.